Thưa quý vị và các bạn, mỗi làng quê Việt Nam đều mang trong mình những nét văn hóa riêng và những câu chuyện huyền thoại về ngày đầu lập làng dựng nước. Làng quê được kết tinh bởi vô số giá trị văn hóa truyền thống, mà trong đó bao gồm những phong tục tập quán mang đậm nét đặc trưng của mỗi vùng miền. Điều đó đã làm nên một nét văn hóa riêng độc đáo. Để tìm hiểu và cảm nhận nét độc đáo đó của làng quê Việt Nam, chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi thực hiện cuộc hành trình tìm về nguồn cội văn hóa của một làng quê để hiểu hơn về giá trị văn hóa, giá trị tinh thần mà ông cha ta đã gìn giữ và tạo nên từ những ngày đầu thành lập. Mời quý vị và các bạn cùng theo bước chân của Thanh Huyền đến thăm làng Trung Chữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, một miền quê với nhiều dấu ấn lịch sử, để cảm nhận sự gian nan vất vả của ông cha trong cuộc hành trình của những người đi mở đất. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Huyền đang có mặt tại làng Trung Chữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, một vùng quê với bề dày truyền thống cách mạng và những câu chuyện kể về sự hình thành cũng lấp lánh những màu sắc huyền thoại. Cũng như bao làng quê Việt Nam, làng Trung Chữ được làm nên và nhận diện bởi ao làng, sân đình, cây đa, bến nước cùng với phong tục tập quán và một bề dày truyền thống cách mạng hào hùng, đời đời dựng xây. Những tập tục đúc thành hương ước, những quy định thành văn hoặc tập tục bất thành văn, những câu chuyện truyền miệng từ đời này sang đời khác, để nhớ, để thương, để xa xiết về một cái tên làng, với một phần xương cốt máu thịt làm nên hình hài văn hóa làng. Những tế bào của thực thể văn hóa Việt Nam. Nó đúc luyện nên sức mạnh của một làng, của nhiều làng, của cả dân tộc. Một dân tộc luôn gìn giữ được bản sắc văn hóa của riêng mình. Dân tộc ấy bất diệt và trường tồn. Trong những câu chuyện kể về làng Trung Chữ, từ những buổi đầu sơ khai đã được các cụ cao niên trong làng kể cho con cháu với một niềm tự hào. Chuyện kể rằng, Ngày xưa, cách đây hơn 500 năm về trước, Trung Chữ là một vùng đất hoang vu, chỉ có lau sậy mọc tùm. Sức trẻ với khát vọng mở mang vùng đất mới, ngày ấy có ba người con của ba dòng họ. Đinh, Lê và họ Nguyễn quê ở Trường Yên, thuộc vùng đất kinh kỳ, phồn hoa đã đến đây khai phá và lập nên làng và lấy tên là làng Trung Phong. Đất lành chim đậu, mảnh đất được bồi đắp bởi phù sa của các dòng sông Hoàng Long, sông Đáy, cùng với bàn tay lao động cần cù của người dân Trung Phong thủa ấy. Và sự chuyển mình của vùng quê mới đã tạo nên làng Trung Chữ ngày nay, chủ phú, khoai, lúa tốt tươi, mùa nối mùa, vụ nối vụ, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Thấy đất đai màu mỡ, người dân ở các nơi khác cũng đến đây sinh sống và lập nghiệp. Nhiều ngôi nhà được mọc lên, dân cư đông đúc, làng Trung Chữ cũng được đổi tên từ đó. Cái đặc trưng của cái đường Trung Chữ mà ít nơi có, những tài liệu hiện nay thì tôi cho là đây là cái đình duy nhất thờ ba vị vua và hoàng hậu. Cái này nó có nguồn gốc của nó. Làng Trung Chữ cách đây hơn 500 năm thuộc đất cố đô Hoa Lư. Khi mà ba anh em, ba họ, Đinh, họ Lê và họ Nguyễn, từ làng Trường Yên Thượng ra đây để lập cái làng mới, thì các cụ xây một cái đình bằng tranh tre nứa lá và bốc chân hương từ đình, từ đền Lê ra để thờ. Và như vậy tức là làng này là cái không, cái đình này không gọi là đền, là vì đã là cái không phải nơi phát sinh phát tích, nhưng mà là nơi mà từ Trường Yên đi ra đây. Đấy, cho nên mà nó có một cái rất là khác ở cái nơi khác. Đấy, nhưng mà bây giờ các cụ vẫn không quên là những người có công với làng, nhưng mà đặc biệt của làng giữ ngoài thờ đinh Vua Đinh, Vua Lê và Thái Đậu, Vua Nga, thì làng Trung Chữ lại thờ hai vị quan. Một người tôn là Hương Tiên, tức là người đầu tiên để xây dựng cái làng này. Và thứ hai là một người gọi là Hương Quan,
thờ cũng trong cái đình này, tức là một vị quan học đỗ đạt cao nhất thời xưa, cụ là Bùi Quốc Trinh, làm quan án sát tỉnh Hải Dương thời Minh Mệnh. Cho nên làng nói thế để nói là nhớ cội nguồn, và hai là làng này là một cái làng hiếu học, tôn thờ cái sự học hành. Và đến nay ấy, thì làng Trung Chữ vẫn phát huy được, là một là cội nguồn về truyền thống di tích lịch sử văn hóa, thứ hai truyền thống hiếu học. Các dòng họ đến lập nghiệp tại mảnh đất này, dù sớm hay muộn, họ đã đoàn kết, chung tay giữ làng, góp phần xây dựng đất nước, làm nên một làng Trung Chữ giàu truyền thống cách mạng và mang đậm bản sắc văn hóa dân gian truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ cũng không khó khăn lắm khi chúng tôi hỏi thăm đến đình làng Trung Chữ. Lúc này Thanh Huyền đang đứng cạnh đình. Điều mà Thanh Huyền cảm nhận được nét đẹp nên thơ của đình làng Trung Chữ đó là mái ngói rêu phong. Trước đình là một hồ nước hình bán nguyệt, có hoa sen tỏa hương thơm ngát. Và những ngày hè oi ả cùng với hàng cây xanh chở theo biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời thơ ấu, ngồi bậc cầu ao, thả diều thổi sáo. Trải qua biết bao biến cố của thời gian, ở đình làng Trung Chữ vẫn đứng trầm mặc để tự mình làm nên một hình ảnh thân thương đối với người con khi đi xa luôn nhớ về. Với nét rêu phong cổ kính, đình làng Trung Chữ cũng đang có trong mình những câu chuyện của một thời oai hùng về một làng quê anh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cần cù trong lao động sản xuất. Chúng ta cùng ngược thời gian để trở về với những buổi đầu sơ khai dựng làng, cùng tìm gặp cụ Lê Thức, 86 tuổi, một cao niên ở làng Trung Chữ. Cháu chào cô ạ. Chào cô. Tôi là Lê Thức, sinh năm 1925. Năm nay tôi... Tôi năm nay là 86 tuổi. Tôi cũng biết... Đình làng ở đây là trước cách mạng tháng 8 năm 45 là nơi là dạy cái trường tiểu học của thầy Phạm Quang Thấm, là đảng viên cộng sản đầu tiên của cái làng này, là về dạy ở đây. Là một cái đến là chuẩn bị khởi nghĩa thì ở đây cái đình này là làm cái công tác là khởi nghĩa trước tỉnh Ninh Bình, là tối ngày đêm ngày là 17 tháng 8 năm 45 ấy, thì tước cái quyền của Hương Lý, đến ngày 18 ấy, thì là meeting xóa bỏ cái chính quyền của Hương Lý là theo giặc. Bắt đầu sang kháng chiến chống Pháp ấy, thì ở đây là đã tiễn đưa rất nhiều là anh em đi tổng quân để giết giặc. Và sang đến chống Mỹ thì tất cả hai cái cuộc kháng chiến đấy là trên 1.000 người. Còn là những năm kháng chiến ấy thì là tỉnh ủy lấy cái tỉnh đình làng này làm cái trụ sở để cho đồng chí Đỗ Mười là bí thư tỉnh ủy về là mở lớp cho học, dạy cho các cái cán bộ để là trong kháng chiến, trong phục vụ kháng chiến. Ở cái đình làng này thì chúng tôi là những xưa kia là những người bé nhỏ, cho nên mà nói về cái tiền thì không nắm hết được, nhưng mà cái hậu về sau này thì chúng tôi là những trẻ mà lớn lên ở trên cái đất này, ở trong cái xóm nhỏ nhỏ này, thì tôi thấy là sự nghiệp giáo dục của xã Ninh Giang cũng phát triển từ đây. Từ khi mà hòa bình lập lại, Bác Hồ kêu gọi là cái phong trào chống diệt giặc dốt, thì chính là ở quê hương đây thì thành lập xây dựng được là mở những cái trường
tiểu học, ngày xưa gọi là trường cấp 1, rồi sau đấy là trường cấp 2, đều là học ở đây, là trong cái lúc mà dân đang thì khó khăn, trong khi mà chúng ta vừa hòa bình lập lại, dân còn khó khăn như thế, chưa có cơ sở để xây dựng trường lớp, thì chính đình đây là nơi phát triển sự nghiệp giáo dục của xã nhà đầu tiên là ở đây. Đã thành lệ hàng năm cứ vào độ thu sang, khi cái nắng gay gắt của mùa hạ đã đi qua, những ánh nắng mùa thu nhẹ nhẹ kéo theo hương thơm của cỏ cây hoa trái, cũng là lúc người dân làng Trung Chữ sắm lễ vật thịnh soạn. Đây là những thành quả lao động miệt mài sau một năm của người nông dân cần cù lao động trên mảnh đất quê cha đất tổ để dâng cúng vị vua Đinh Tiên Hoàng mà người dân vô cùng kính trọng và biết ơn, đã có công dựng nước và giữ nước. Những người con của Trung Chữ dù công tác và sinh sống ở xa thì trong ngày này cũng nhớ về để thể hiện lòng thành của mình với quê hương. Tôi luôn tâm niệm thế này, mỗi người có một quê hương để mà yêu dấu, nhớ thương, tự hào. Trung Chữ ấy là một cái làng quê mà có cái bề dày lịch sử trên 500 năm rồi, vất rất nhiều di tích mà truyền miệng cũng có, mà ghi vào sử sách cũng có. Cho nên mà những cái ngày gọi là lễ hội của làng thì rất nhiều bà con, anh em xa quê đều hướng về. Ở lễ dỗ vua Đinh Tiên Hoàng bao giờ cũng có phần tế rất trang trọng, do các cụ cao niên có uy tín nhất trong làng đứng ra làm lễ. Điều cũng không thể thiếu được trong phần lễ đó là các cụ ôn lại thân thế và sự nghiệp của vị anh hùng Đinh Bộ Lĩnh, để từ đó giáo dục con cháu hiểu sâu sắc hơn về giá trị lịch sử mà cha ông đã phải tạo dựng nên bằng xương và máu của mình. Con cháu phải biết trân trọng quá khứ để tiếp tục xây dựng và gìn giữ những giá trị văn hóa, giá trị tinh thần, cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn. Đình làng là nơi trang nghiêm, là nơi thờ tự các vị thành hoàng làng và các vị anh hùng mà người dân tôn kính. Trong những năm chiến tranh, đình lại là nơi hội họp, là nơi sinh hoạt của các chiến sĩ cách mạng, của dân quân du kích, của làng, của xã, là nơi sinh hoạt văn hóa, là lớp học bình dân. Trong thời bình, đình làng lại là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tín ngưỡng tâm linh của người dân quê Trung Chữ. Và cái đình của làng tôi thì nó có một cái văn hóa lịch sử từ lâu đời, từ thời kỳ mà trước khi mà sinh tôi cơ. Trước khi sinh tôi, tức là tôi sinh năm 41, mà trước khi sinh tôi đã có rồi. Thì cái đình này nó đã diễn ra bao nhiêu những cái cuộc mà cách mạng của dân ở địa phương này, như là thời kỳ mà chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa, thì có chị Hòa, tức là lúc đó làm bí thư huyện ủy huyện Gia Khánh, tức là bây giờ gọi là huyện Hoa Lư, về đây đọc diễn thuyết để cho dân địa phương chuẩn bị là tổng khởi nghĩa, là cướp chính quyền. Thì như là bác Thức đã nói rằng là đầu tiên là thu nộp cái đồng truyện của chánh tổng, rồi là phó lý, rồi sau đó là thành lập chính quyền của cái địa phương này để tiếp tục là lãnh đạo quê hương, để giành lại những cái thắng lợi là kháng chiến chống Pháp, rồi kháng chiến chống Mỹ. Nói chung là cái cơ sở đây chính là những cái nôi cách mạng của huyện Hoa Lư, huyện Gia Khánh từ hồi xưa. Cái nói về đình đây đấy, thì nó là cái, nếu mà nói về trình độ văn hóa thì giải phú bên đây và giải phú bên kia là đều tổ chức lớp học, mà những lớp học đó là sau là cũng đào tạo rất nhiều cán bộ cao cấp ở ngoài cũng như trong quân đội, mà đã trải qua những cái trường đây, tức là ngày xưa là trường tiểu học, về sau năm 1, năm 2 thì lại phát triển lên thành trường trung học, tức là cấp 2 bây giờ đấy. Thì cái đình đây là nó là hai cái giải phú đây là đều là có lớp học cả. Cũng như những ngôi đình khác của các làng quê Việt, đình làng Trung Chữ cũng có những đường nét cổ kính được tạo nên bởi những bàn tay tài hoa của người thợ.
đình được xây theo chữ quốc, hạng mục chính là chữ vương, nội điện theo chữ công, ở chính giữa nội điện thờ Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, hai vị vua thờ trong Long Ngai. Trên cửa võng là bức đại tự Tràng An Hồng Nhật Cận, tức là gần mặt trời Tràng An. Bên trái sát Long Cung thờ Thái Hậu Dương Vân Nga, ngồi trong ngai. Gian bên phải thờ Hoàng gia Triều Lê, gian bên trái thờ Hoàng gia Triều Đinh. Trong khung chuôi, vồ bày bàn thờ tứ trụ triều đình xưa bày theo chữ Nhất, nay bày theo chữ Nhật. Tầng ngoài nội điện, giữa thờ bát hương Đức Chúa ở chùa, bát hương bản thổ Hương Sơn Linh Ứng Đại Sơn Thần ở miếu nội, bát hương An Trấn Khôn Sơn Uy Linh Thần ở miếu ngoại, về đặt ở đây để tế lễ. Gian hai bên hông là Tả Chiêu Hữu Mục. Phía trái thờ Hương Tiên Đinh Thế Dung, phía phải thờ Hương Quan Bùi Quốc Trinh. Trên cửa vào nội điện là đại tự Chính Thống Thủy, mở đầu sự nghiệp thống nhất Sơn Hà của nhà Đinh ở thế kỷ thứ 10. Trang trí trong nội diện rất uy nghiêm, đôi hạc trắng trầu phía ngoài, hai hàng tế khí, hàng sau là cờ tiết và cờ mao, sau cùng là binh khí. Trước nội điện có thạch đình với đôi rồng trầu, sân lát đá xanh. Trước sân là năm gian tế đình. Trước tế đình là sân xây vọng liệu, hai bên là tả phu, hữu phu, giữa cánh cửa là cổng lớn, gọi là nghi môn, với hai cột đồng trụ bằng đá khối khắc ba đôi câu đối ở ba mặt trụ. Điều làm nên nét riêng độc đáo của đình làng Trung Chữ đó là trước đình, giữa cây xanh là hai cây bồ đề lấy giống từ chùa Một Cột ở Hà Nội. Cây mẹ do Tổng thống Ấn Độ tặng Bắc Hồ năm 1958. Đình Trung Chữ là một quần thể kiến trúc cảnh quan đẹp, có giá trị lịch sử, văn hóa, là nơi diễn ra các hoạt động lớn hàng năm của làng. Thưa quý vị và các bạn, đình làng Trung Chữ không chỉ có một chiều dài lịch sử về sự hình thành, mà dưới mái đình cổ kính còn lưu giữ những câu chuyện, những dấu ấn về cuộc đấu tranh anh dũng của người con Ninh Bình trong các cuộc chiến tranh giữ nước. Đến với làng Trung Chữ, không chỉ được nghe những câu chuyện mà chúng ta còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên đã tạo nên nét đẹp của vùng quê này. Đặc biệt hơn, nơi đây còn có một quần thể di tích lịch sử, văn hóa, đình, chùa, miếu. Điểm đến tiếp theo của chương trình, Hành Trình Về Nguồn Cội, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến thăm chùa Trung Chữ. Chùa này là một trong quần thể của cái làng Trung Chữ này. Thì mà cái điển hình nhất là thời kỳ chống Pháp, là chùa này đã là cái nơi, tức là mở công binh xưởng để đúc vũ khí, chủ yếu là đúc vỏ lựu đạn này, đúc mìn này, để chống cản thực dân Pháp. Sau đó thì chùa này, thời kỳ mà chính cái thời kỳ mà chống Pháp năm 53 là có một cái dấu mốc lịch sử mà bây giờ không ai quên được, đó là thực dân Pháp nó bắn vào cái lớp học, mà giờ dấu vết của mấy cái cột này vẫn còn dấu của mảnh đại bác bắn, là nó đã giết chết mất thầy giáo Lượng và 6 học sinh đang học ở đây vào trưa cái dịp mà tháng 7 năm 53. Đấy. Sau đó thì cái chùa này chuyển sang thời kỳ mà bước sang thời kỳ chống Mỹ, thì là mở nhiều những cái lớp như là trường Đảng, trường Ba Đàm Đang, những cái lớp học mà do tỉnh ủy Ninh Bình về đây mở, mà các lớp học mà đã bồi dưỡng, đã đào tạo biết bao nhiêu cán bộ cho các phong trào là Đàm Đang và các phong trào để đi chi viện, cán bộ chi viện cho chiến trường chính ở cái chùa này mà ra. Thưa quý vị và các bạn, một sự kết nối về quần thể kiến trúc văn hóa lịch sử của vùng quê Trung Chữ.
một mảnh đất đã sinh ra những người con anh dũng trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Và mảnh đất nên thơ này cũng đã sinh ra nhiều người con trở thành những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Trung ương và địa phương. Ở đâu và ở lĩnh vực công tác nào họ cũng phát huy được bản chất đáng quý của người con làng Trung Chữ. Biết vượt lên khó khăn để khẳng định mình, một lòng một dạ xây dựng quê hương đất nước. Như một dấu ấn lịch sử không bao giờ phai mờ trong ký ức của người con vùng quê Trung Chữ về những năm tháng chiến đấu gian khổ, và mảnh đất này còn in đậm dấu chân của các đồng chí lãnh đạo đã từng hoạt động cách mạng. Và một trong những địa chỉ đó gọi là Miếu Nội và hang gọi là hang Miếu Nội. Cái hang Miếu Nội này là cái hang mà dân làng Trung Chữ chúng tôi vẫn thường gọi là hang Miếu Nội. Mà cái hang này nó có một cái dấu ấn lịch sử vô cùng quan trọng đối với dân làng chúng tôi. Tức là vào thời điểm năm 1931 là cái nơi mà thành lập chi bộ đầu tiên của Trung Chữ. Mà lúc đó là thầy giáo Phạm Quang Thẩm là người trực tiếp làm bí thư chi bộ ở cũng ở cái hang này. Và cái chi bộ đó đã lãnh đạo nhân dân địa phương chúng tôi thực hiện cái chủ trương đường lối của Đảng là giải phóng dân tộc. Đấy là cái dấu mốc quan vô cùng quan trọng. Sau đó thì là cái đợt đảng viên đầu tiên do thầy giáo Phạm Quang Thẩm mà thành lập ra thì bị thực dân Pháp nó bắt đưa đi nhà tù Hỏa Lò, là tù đầy các đồng chí cộng sản chính ở cái hoạt động ở cái hang Miếu Nội này. Và cũng cái thời điểm hoạt động đó thì là các đồng chí đảng viên đảng cộng sản của cái chi bộ thôn Trung Chữ này thường hay đưa ra những cái tin để cho các đồng chí là giữ được bí mật hoạt động, như là cái nơi đây rất nhiều ma, rồi là rất nhiều quỷ đêm không ai dám đi, để chính cái tin đó tung ra để cho các đồng chí nó hoạt động cho che được mắt kẻ thù. Đầu năm 31 ấy, thành lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên ở đây rồi, thì đến tháng 5 năm 1931 ấy, là được cấp trên về đã tổ chức lấy cái số đảng viên của chi bộ ở đây, thành lập một cái ban cán sự huyện ủy huyện Gia Khánh, là do đồng chí Nguyễn Viễn làm trưởng ban, đồng chí Nguyễn Đông tức Tốn là ủy viên, và ông Phạm và Văn Hồng ở bên Thanh Khê làm ủy viên, để lãnh đạo cái cuộc là đấu tranh đòi tăng công gạt tháng 5. Sau cái cuộc đấu tranh giấy thì đến 29 tháng 6 năm 1931 ấy, là ở bên tôi chỗ cái mỏm đá kia là có cái cây sộp để dùng cái rễ của cây sộp ấy để là đánh nó cho cả cái làng Trung Chữ này xuống đường. Tổng số là 500 người đi biểu tình chống siêu cao thuế nặng ngày hôm đó. Đất và người Trung Chữ đã đi vào thơ ca và đi vào trang sử đấu tranh dựng nước của Ninh Bình và của dân tộc. Hướng về cội nguồn gốc rễ, đó là cái tâm, cái tình cảm của con người đất Việt mà người Trung Chữ cũng không nằm ngoài cái tất yếu đó. Dù đi xa và ở đâu thì trong sâu thẳm tâm hồn của họ luôn hướng về quê cha đất tổ với nhiều cách thể hiện khác nhau. Trong đó là những ký ức, những hoài niệm, là tình cảm, sự biết ơn làng quê, mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng mình khôn lớn. Nói về nét văn hóa của một làng quê, có lẽ chương trình hôm nay của chúng tôi với thời lượng 25 phút thì không thể nói hết được những cái độc đáo mà vùng quê này đang lưu giữ và phát huy qua nhiều thế hệ. Nhưng có lẽ với những gì vừa nhìn thấy và được nghe các cụ trong làng kể lại đã giúp chúng tôi hiểu được giá trị văn hóa, giá trị cuộc sống của ngày hôm nay mà cha ông ta đã đổ bằng mồ hôi và máu để tạo dựng nên một làng quê Trung Chữ có bề dày truyền thống văn hóa lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tìm về với nguồn cội của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu của Hội đồng Hương thành phố. Và đặc biệt một mối người đầu tiên xây dựng đất nước độc lập tự chủ và làm thành hoàng làng. Hôm nay hội đồng Hoa Hương Châu Đại Hoàng, nay là xã Gia Phương, năm binh bộ lĩnh lên 10 tuổi, Quỳnh Mộ Cô Cha lâu làm cờ, lấy chúng bạn làm kiệu ra ngoài chú để phao quân, bị chú phát hiện với đánh binh bộ hào ở nơi khác, vì đánh đâu được đấy ghi danh binh bộ lĩnh dẹp loạn. Năm 1965, nhận thấy mình đã có đủ điều kiện và thời cơ, binh bộ lĩnh đã quyết định tiến công nhằm dẹp loạn 12 sứ quân đội quân. Năm 1968, sau khi dẹp loạn xong 12 sứ quân thống nhất đất nước, binh bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng. 19, Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích âm mưu hãm hại cùng với độc lập tự chủ. Cuộc đời của ngài chính là hiện thân của ngày giỗ của vua Đinh. Chúng ta ôn lại tân ta hãy nêu cao truyền thống cách mạng, tăng cường và chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn minh. Tôi xin tuyên bố lễ hội vua Đinh Tiên Hoàng lần thứ 1000 đại diện cho ban văn hóa là thủ tướng. Cờ hồng rực rỡ, uy nghi thành cổ, hương khói trang nghiêm, tiền đế xưa dựng cờ đại nghĩa vang dội khắp trời nam, hào khí non sông sánh ngang hàng phương bắc. Người đã tìm trăm mưu ngàn kế dẹp Chiêm Thành, đế dựng lên kỷ cương thế thiên hành đạo. Đến hôm nay khí phách anh hùng cháu quan vẫn giữ rất càng tăng và thiên thế làng xã thi đua xây dựng làng văn hóa, toàn dân gìn giữ lăng miếu anh linh, tôi luôn ngưỡng vọng anh hùng uy huyết sử sách vẫn còn nguyên. Thank you.
chi phái toàn thôn đăng từ vì bái cần tâu.